Hàng loạt các nhà máy có tên tuổi, bệnh viện, trường học, nhiều sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và rất nhiều văn phòng đại diện các công ty, tập đoàn, ngân hàng quốc tế trên khắp chiều dài chữ S. Tất cả những cái tên kể trên đều có một điểm chung, bởi đằng sau mỗi công trình dự án thành công ấy là một thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường xây dựng Việt Nam, Vinata. Ngày 2 tháng 6 năm 1993, theo giấy phép số 611GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, một trong hai liên doanh đầu tiên của Việt Nam, liên doanh giữa Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Việt Nam Vinaconex và Tập đoàn Xây Dựng Hàng Đầu Nhật Bản Taisei, mang tên Vinata, được thành lập. Vinata chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 cùng năm với cơ cấu vốn ban đầu vô cùng ít ỏi, 3.180.000 USD, trong đó Vinaconex góp 29% và Taisei góp 71%. Vạn sự khởi đầu nan, với muôn vàn khó khăn và bỡ ngỡ, nhưng lãnh đạo Vinata thời kỳ ấy với tầm nhìn chiến lược đã từng bước đặt nền móng vững chắc, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ban đầu ít ỏi, đầu tư máy móc thiết bị, có chiến lược đào tạo nhân lực, tạo đà cho sự phát triển của công ty. Đầu những năm 90, Việt Nam chưa có liên doanh nào giữa Việt Nam, các nhà thầu xây dựng Việt Nam với lại các công ty xây dựng của nước ngoài. Vinata có thể nói là công ty liên doanh đầu tiên ở trong ngành xây dựng của Việt Nam lúc bây giờ. Kinh nghiệm và lực lượng cán bộ, kỹ thuật cũng như công tác quản lý, trình độ quản lý còn rất là yếu. Cho nên là chúng tôi cũng hy vọng rằng thì là cái liên doanh này sẽ góp phần vào xây dựng ít nhất là cho tổng công ty một cái lực lượng mới. Thì cái năm đầu tiên tôi nhớ là cái doanh số chỉ khoảng độ ở trên vài trăm nghìn đô. Cho đến bây giờ Vinata đã trưởng thành đến cái mức độ là một cái công ty lớn mạnh, đến mức độ là có thể xây dựng tới, có thể có một doanh thu tới trên 100 triệu đô. Thì phải nói là cái bước phát triển rất là nhanh. Nhưng cái điều rất quý là Vinata có thể nói là một cái nguồn đào tạo cán bộ cho Vinaconex rất là tốt. Cho đến bây giờ, theo tôi, thì cũng chưa có cái nhà thầu liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài nào lớn mạnh và có hiệu quả như là Vinata. Thì tôi nghĩ rằng thì là 20 năm từ thời gian không nhiều đối với một cái lịch sử, một cái tồn tại phát triển một cái công ty. Nhưng mà cái sức lớn mạnh của nó thì thấy rõ. Bây giờ Vinata đã là một cái nhà thầu quản lý rất là mạnh. Và cho đến nay thì cái cung cách quản lý, năng lực quản lý của các cái nhà, của các cái cán bộ của Vinata cũng là cái để cho nhiều công ty của ngành xây dựng là học tập được. Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Vinata với đội ngũ cán bộ công nhân viên tận tâm, giỏi nghề, đặc biệt là ban lãnh đạo có năng lực, có tầm nhìn và vô cùng tâm huyết, đã xây dựng thành công nhiều công trình tầm vóc, tên tuổi lớn của đất nước. Những con số đã nói lên những bước đi vững chắc ấy của Vinata. Từ năm 2004, Vinata đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và sau đó là ISO 9001-2008. Cho toàn bộ các dự án, đảm bảo kiểm soát và duy trì chất lượng ổn định của mọi dự án, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu khắt khe của khách hàng về chất lượng, tiến độ, công nghệ. Để tạo ra điểm nhấn khác biệt cho thương hiệu, Vinata đã thành lập trung tâm bảo hành và chăm sóc khách hàng. Đây là điểm nhấn ấn tượng về trách nhiệm cao với quyền lợi của khách hàng, tạo nên giá trị riêng biệt về uy tín, thương hiệu vốn đã tỏa sáng từ lâu của Vinata. 20 năm hình thành và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế liên doanh Vinata đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tự hào vươn mình trở thành nhà thầu lớn, có uy tín trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội thất trên khắp đất nước Việt Nam. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan chức năng Trung ương, Hà Nội và các địa phương trong quá trình thi công dự án, bên cạnh sự tin tưởng, ủng hộ và hợp tác quý báu của khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi không thể không khẳng định rằng để có được một Vinata như ngày hôm nay, đó còn là trí tuệ, nhiệt huyết, tình yêu, tuổi trẻ và cả đam mê của đội ngũ tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, trong đó có cả những chuyên gia, kỹ sư.
nay đã không còn nữa. 20 năm qua, càng khẳng định chính sách chất lượng của mình, Vinata đã không ngừng nỗ lực để trở thành nhà thầu có uy tín tại Việt Nam, với sản phẩm xây dựng không ngừng được cải tiến, chất lượng không ngừng được nâng cao và phong cách phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, đem lại lợi ích lâu dài cho khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của xã hội. Liên doanh với Tai Xây, tập đoàn xây dựng hàng đầu của xứ sở mặt trời mọc, tới nay, Vinata đã như chiếc cầu nối vững vàng cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đặc biệt năm 2013, khi Vinata kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, cũng là năm tập đoàn Tai Xây tròn 140 năm tuổi, Vinaconex chạm mốc 25 năm và chính phủ hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Tất cả những điều ấy hội tụ tạo nhiều cơ hội và thúc đẩy Vinata bước vào một chặng đường phát triển mới. Với những thành tích của mình, nhiều năm qua, Vinata đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng nhiều giải thưởng uy tín khác như Rồng Vàng, Golden FDI. Vinata từ nhiều năm nay đã là một điển hình tiêu biểu trong khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Hà Nội, là một trong những liên doanh đầu tiên thành lập và duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đặc biệt Tổ chức Đảng, đạt danh hiệu Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, Tổ chức Công đoàn xuất sắc trong nhiều năm, là một trong 82 bí thư đoàn xuất sắc toàn quốc năm 2012. Để có được những thành công ấy, chìa khóa thành công của Vinata chính là nền tảng văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên tinh thần và phong cách làm việc từ lãnh đạo tới nhân viên. Đặc biệt, Vinata News ra đời cũng như là một đặc sản tinh thần cho tập thể cán bộ công nhân viên nơi đây, những tác phẩm ấn tượng mang dấu ấn trẻ trung, trí tuệ, dí dỏm và hài hước. Tôi đã làm việc được ở Vinata 13 năm 6 tháng. Con số đó nói lên tình yêu lớn lao của tôi đối với Vinata. Tôi cũng như mọi cán bộ công nhân viên rất tự hào vì được làm trong môi trường làm việc tuyệt vời như Vinata. Ở Vinata, mọi cán bộ công nhân viên đều có cơ hội thể hiện năng lực của mình và được ban lãnh đạo công ty ghi nhận. Hàng năm, các cá nhân xuất sắc đều được ban giám đốc khen thưởng. Sự quan tâm của lãnh đạo công ty đến cán bộ công nhân viên chính là nguồn động lực thúc đẩy, giúp chúng tôi không ngừng phấn đấu, nỗ lực, làm việc hết mình để cống hiến cho công ty, để công ty ngày càng phát triển. 20 năm chưa phải một chặng đường dài để phát triển với một công ty. Tuy nhiên, Vinata thì được thừa kế bề dày truyền thống, kinh nghiệm quản lý dự án tiên tiến và chuyên nghiệp của tập đoàn Tai Xây cũng như là tổng công ty Vinaconex. Chúng tôi thì rất lấy làm tự hào vì đã được làm việc và trưởng thành trong một môi trường tốt như vậy. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng, để đóng góp vào sự phát triển của công ty. Mỗi công trình dự án thành công đạt được ghi nhận sự quản lý chuyên nghiệp của công ty, của tập thể và nỗ lực của mỗi cá nhân. Như khẩu hiệu của công ty mẹ Tai Xây mà Tổng Giám đốc Seichiro Kuwabara của Vinata đã trích dẫn một cách ấn tượng trong thư ngỏ của mình: For a lively world, vì một thế giới sống động. Kể từ khi bắt đầu thành lập đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế liên doanh Vinata đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những liên doanh hàng đầu trên thị trường xây dựng Việt Nam, đã thể hiện một cách thuyết phục bằng kết quả cụ thể sự cam kết của doanh nghiệp trong việc đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của xã hội. Trong tương lai, Vinata vẫn tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững, giữ vững thương hiệu là một trong những nhà thầu uy tín hàng đầu Việt Nam và vươn tới các nước trong khu vực, tiếp tục là niềm tin cậy cho khách hàng trong và ngoài nước để cho mỗi công trình tiếp tục cao thêm mãi cùng những thành công của Vinata. Vì một thế giới sống động và trong thế giới ấy vẫn lấp lánh màu sắc riêng của Vinata. Vinata, 20 năm hình thành và phát triển. Vì một thế giới sống động.